Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đến kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người xem người dân người ta gặt lúa bị đổ mọi người nhé. Đây, có mà ra gió chuyển lạnh đến nơi rồi, còn bây giờ còn khen mát. Đây, đó hôm qua thì lúa còn đứng nguyên, hôm nay đã bị đổ hết rồi, rạp như này. Sao nó lại mà từ hôm qua nó đổ từ bao giờ rồi? Vui ơi. À. Hôm đấy nó vẫn còn đang đứng mà nhỏ, đang khen là lúa nhà Vui Ngọc đẹp mà bây giờ nó lại nằm ốp hết rồi. Không nắng là đâu, trời này nó chỉ hơi hửng thôi. Nhà em gạt gạt một buổi chiều hôm đấy, hôm sau phơi cái là đóng hòm luôn rồi. Đây cũng khô, ở đây cũng vẫn ướt nhỉ. Đồi kia đâu hết rồi, hoài ướt đâu hết rồi, nó không gạt cho à? À, sắp lấy vợ chưa? Đầy cô nó không lấy chứ. À, có chí hướng. Xấu mà ngoan hiền là được đúng không? Ôi, chết thôi. Chết thôi, bây giờ là mẹ dâu. Đây mọi người bị đổ hết đây này. Hôm nay lúa cũng không được mùa. Đây cánh đồng người ta cũng đang gặt lúa, nhưng cái ruộng lúa này nó bị đổ. Đấy, bị đổ như này này. Đấy, đổ dẹp hết sau một trận gió đã đổ hết như này. Đây là lấy về cho ở riêng luôn, ở chung không được đâu. Sao ông lại có định kiến thế nhỉ? Chán thật. Đầy đứa nó vẫn ngoan hiền như này. Chưa gì hết, tả cảnh viễn cảnh nó thấy sợ rồi. Không, bây giờ lấy phần dâu về, con ơi, để ăn cơm. Đúng rồi, là cái chắc chắn rồi. Bây giờ là đúng rồi. Bây giờ toàn những là 10, 18, 19 tuổi lấy vừa học xong 12 nó biết cái gì. Đây lúa nó bị đổ hết nha mọi người.
Thời nào nó khổ thời đấy. Bây giờ như ở ngoài nó lấy vợ là nó sẽ chiều vợ lắm ấy. Thật tí. Nó lớn rồi mà nó sẽ chiều vợ lắm ấy. Đứa nào khôn mới lấy ra ngoài thật. Kiếm ra tiền ầm ầm ấy. Xấu mã nhìn được cái là chiều vợ là được. Úi trời ơi, đe búa mai nó lại quấn gói. Đây. Kìa, đấy là Xuân ơi, Xuân, Xuân ơi, bảo em ra muộn có đứa nó còn lênh đênh nó còn ra sau em rồi kìa. Hai người gặt một người vác quá ổn rồi. Đấy. Người đấy ông kiểu cấy được cây lúa đến mùa gặt thì nó mưa nó đổ này đây. Đổ dẹp luôn. Đấy, đây mọi người thấy vất vả không? Mà lúa năm mùa này cũng không được mùa lắm mọi người ạ. Đội già còn tiêm hết đây, còn đội trẻ đang đứng còn chưa tiêm đây. Đây. Gặt vất vả không? Đấy, vừa xong là mình đã review cho mọi người xem người dân người ta cắt lúa đổ sau một trận mưa rồi nhé mọi người nhé. Mọi người thấy kênh của mình hay cho mọi người nhớ like, share, subscribe cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau ạ. Xin chào.